Đôi mắt ta là cửa sổ của tâm hồn, mình phải cần lo chăm sóc thường xuyên. Autocare là phương pháp an toàn, mời gia đình đến với bác sĩ James Trường. Phương pháp Autocare làm ngưng tăng độ, không cần đeo kính, không cần giải phẫu. Với bác sĩ nhãn khoa James Trường là chuyên gia cao cấp nhất, fellowship của Hiệp hội Autocare Hoa Kỳ, có bằng cấp thiết kế trồng Autocare hiệu quả nhất, được rất nhiều khen thưởng trên mạng giáp và được bình chọn là Top Optometrist năm 2014. Sẽ giúp quý vị và con em không cần đeo kính nữa trong thời gian ngắn nhất. Tham khảo miễn phí xin gọi 714-418-9607 hoặc vào căn nhà www.bacsimac.com. Hey everyone, Sammy Rose here for Top Doctor, the show that brings you the best doctors in California. And today I am incredibly excited to be here at Ortho-K, about to introduce to you Dr. James Trung, one of the top optometrists and a fellow orthokeratologist in the area. Now, Dr. James Trung has tons of five-star reviews. His clients rave about him, and I'm curious as to see why. So let's meet him and find out. So I'm here with Dr. James Trung, top doctor, optometrist, and fellow orthokeratologist. Dr. James, thanks so much for having us today. Nice to meet you. Nice to meet you too. Can you tell us a little bit more about what makes your office so special? Luật cũ là 20-20-20, không còn vốt nữa. Cái luật này thực ra nó đã có trên 10 năm nay rồi quý vị. Rất nhiều mà bây giờ đã áp dụng thường xuyên các nơi, các phòng mạch. Ngay cả những bác sĩ về nhi khoa cũng đang phổ biến cho các em biết là cái luật 20-20-20. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm cái một sự một mới về cái luật 20 20 plus and 25. Đó thì cái đó là một cái luật mới và cũng rất áp dụng, cũng rất tốt cho để thư giãn cái mắt của các em. Đó là tôi muốn nói qua về cái sự mà những cái điều mới trong cái hiệp hội. Vâng, thì trở lại với chị. Thì bác sĩ, em muốn hỏi bác sĩ rằng là có nhiều người phụ huynh đó là họ lo lắng là nếu mà con em của họ mà đeo cái Autocare đó thì có bị nhiễm trùng mắt không bác sĩ? À, vâng, thì cái câu hỏi này rất là hay, tại vì cái nhiễm trùng là cái mối quan tâm hàng đầu mà của các phụ huynh. Quan tâm hàng đầu các phụ huynh khi mà cho con em đi đeo bất cả cái loại nào, ngay cả Autocare hay là trong lúc mà đeo về cái contact lens thường cũng vậy, thì họ rất là quan tâm, lo lắng. Thì đây tôi có những cái hình ảnh để cho quý vị thấy là cái nhiễm trùng chỉ là một phần nhỏ thôi, trong khi thực tế ra đó là cái mà những cái nguyên nhân khác, là những cái nguyên nhân mà giống như bị những cái hậu quả của cái cận thị, giống như là cao nhãn áp, là gần như glaucoma, dễ bị sớm bị cataract tức là cường khô, rồi bị bong võng mạc, retinal tear detachment, and cái cuối cùng là bị thoái hóa võng mạc, là những cái bệnh, những cái chứng đó do cái bệnh cận thị độ qua độ cao hơn 5 độ trở đi. Trước đây người ta nghĩ là khoảng 6-7 độ, rồi bây giờ người ta bắt đầu, người ta những cái nghiên cứu mới người ta cho rằng là từ 5 độ trở lên, quý vị, 5 độ trở lên đã là nguy hiểm rồi. Thành ra quý vị đừng có để con em lên độ nhiều quá. Thì giờ trở lại vấn đề nhiễm trùng, thì quý vị biết là nếu mà nhiễm trùng thì người ta sẽ không có làm nhiều một cách là lan rộng nữa đâu. Thì đây là những cái bằng chứng để cho thấy là những cái nhiễm trùng nó không có nhiều. Thì vừa qua ở bên Trung Quốc, thì có biết Trung Quốc họ bị cận thị bao nhiêu không? Dạ không. Nhưng dân số Trung Quốc hiện nay là 1 tỷ mấy, hơn 1 tỷ, nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà họ cận thị tới 600 triệu. Wow. Cái tổng số, cái số người cận thị họ thống kê là cho con số rõ ràng luôn là 600 triệu. Và chỉ biết trong 600 triệu đó thì 80% các em nhỏ là bị cận thị. 80% của số 600 triệu đó, bây giờ mình làm con tính sẽ là 480 triệu. Wow. Trẻ em ở Trung Quốc đang bị cận thị. Một con số rất là khổng lồ. Và bây giờ chính vì thế mà họ rất là lo sợ. Thì vừa rồi họ đã nhờ cái hiệp hội Autocare của Hoa Kỳ, tức là ở bên đây đó là những phái đoàn của bên Mỹ qua để giúp đỡ họ. Và trong vòng 3 năm đã thành lập và đào tạo được khoảng hơn 10.000 bác sĩ.
nhưng mà trong đó có 1.700 bác sĩ trong hiệp hội, còn một số bác sĩ thì không, chưa được vào hiệp hội, tại vì muốn vào hiệp hội cũng phải trải qua những kỳ thi cử, thi cử rất là khó khăn. Thì coi như là trong số bác sĩ đó, 10.000 bác sĩ đó thì làm từ hệ thống bệnh viện qua bệnh viện, clinic qua clinic, và cuối cùng họ đã làm, chị có biết là họ làm tới bao nhiêu, con số bao nhiêu không? Họ làm tới 1.500.000 chỉ trong vòng 3 năm thôi. Ở đây tôi muốn phóng lớn lên cho mình coi là 1.500.000 autoke. 1.500.000 autoke, tức là trong vòng 3 năm thôi mà 1.500.000 autoke, họ làm rất là quy mô. Và họ coi như từ hệ thống bệnh viện, và họ check up, họ tái khám thường xuyên để giống như tránh tình trạng nhiễm trùng. Quý vị đang lắng nghe cuộc hội thoại Đôi Mắt Sáng. Xin đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần giới thiệu vài nét về bác sĩ nhãn khoa Cham Trương. Kiều Khanh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình show Đôi Mắt Sáng. Thì như chú vị biết là cho đến năm 2015 thì bác sĩ nhãn khoa Cham Trương vẫn là một bác sĩ duy nhất gốc Việt tại quận Cam, có bằng chuyên gia cao cấp nhất hội viên fellowship về AutoCare. Thì hiện nay chỉ có 84 AutoCare fellowship trên tổng số hơn 4.000 hội viên AutoCare trên toàn thế giới, và 57 AutoCare fellowship trên tổng số hơn 800 hội viên AutoCare tại Mỹ. Bác sĩ nhãn khoa Cham Trương hiện có 5 bằng cấp thiết kế trồng AutoCare cao nhất toàn, hoàn toàn bằng điện toán, và đã hội tụ các tinh hoa và chất xám về AutoCare trên toàn thế giới để thiết kế một loại trồng AutoCare mới nhất, hoàn hảo và hiệu quả nhất. Ngoài ra thì bác sĩ Cham Trương có hơn 150 khen thưởng, 5 sao trên mạng Yelp và hơn 400 video chia sẻ trên mạng YouTube, còn được chọn là Top Optometrist năm 2014, sẽ giúp quý vị và con em không cần kính nữa trong thời gian ngắn nhất. Nếu quý vị muốn tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607, 714-418-9607. Đặc biệt trong mùa hè này thì sẽ có 100 phần quà dành cho các quý vị đến tham khảo về AutoCare với bác sĩ nhãn khoa Cham Trương. Cuối cùng họ nói là trong số 1.500.000 này là 90% là dưới 18 tuổi, chị, 90% là dưới 18 tuổi. Và trong cái số này thì coi như sau khi họ làm thống kê đó thì họ nói là cái tỷ lệ nhiễm trùng, chị thấy không? Hoàn toàn bộ chỉ thấy con số này, con số 0000, con số rất nhỏ, thế là tỷ lệ nhiễm trùng cho phóng lớn cho quý vị coi, đây là những con số 0000.00 mấy. Là tỷ lệ nhiễm trùng rất ư là nhỏ quý vị. Thành ra cái nhiễm trùng, nếu quý vị quan tâm cái nhiễm trùng là cái mối lo lắng hàng đầu của quý vị ấy, thì thực sự cái đó là không phải là mối quan tâm hàng đầu, với sự chỉ dẫn cặn kẽ của các văn phòng bác sĩ làm một thống kê. Và các ông con em nếu mà theo dõi kỹ, ngay cả chính quý vị đeo mà quý vị theo dõi kỹ với văn phòng tái khám thường xuyên và theo định kỳ, mà quý vị theo những cái cách rửa cái len cho nó sạch sẽ để ngăn chặn nhiễm trùng, thì hầu như cái tỷ lệ nhiễm trùng nó rất là nhỏ, không đáng kể. Mà những cái điều đáng kể là nếu mà cần thì cái gia tăng thì nó gây như các bệnh mà có thể làm ảnh hưởng, làm cái thị lực, làm giảm thị lực, hoặc là có thể làm cái con mắt không thể thấy rõ được nữa, hay là có thể dẫn tới là không thấy, hoàn toàn không thấy, thì những cái đó còn nguy hiểm hơn là cái nhiễm trùng. Tuy nhiên có một vài trường hợp nhiễm trùng nhỏ, người ta vẫn có trong trình bày một vài gặp nhiễm trùng nhỏ là do đeo quá lâu và đeo không cẩn thận, không theo dõi. Thì quý vị, tôi cũng muốn nói qua một cái tin tức, không biết chị có nghe, cách đây khoảng chừng vài tháng có một em ở Phi Châu đeo một cái contact lens, không phải AutoCare đâu mà đeo contact lens mềm. Em này đã đeo cái contact lens mềm đó mà đeo tới 6 tháng trời không gỡ ra. Đến khi cái em gỡ ra thì cái mắt em bị lở loét hết rồi. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện mà lên news cũng rất là rầm rộ, rất nhiều người cũng hoảng sợ, nhưng mà sau đó bây giờ người ta vẫn đeo lại như thường. Thì cái trường hợp này rõ ràng là không phải là do lỗi của phía về phía ngành y tế, mà do cái lỗi của các em này không có được huấn luyện kỹ càng. Đó. Cũng không biết cái môi trường y tế như nào, hay là bác sĩ, hay là do em không có chịu đi khám, tái khám, hoặc là do bác sĩ có thể chỉ dẫn em không kỹ về vấn đề này. Tuy nhiên đã làm cho em đeo 6 tháng trời không gỡ ra, và ngủ đêm với cái contact lens nó luôn, làm cho cái mắt em bị lở loét. Tuy nhiên nếu quý vị thấy ở các văn phòng hiện tại, các ở Mỹ, hệ thống ở Mỹ, chúng tôi rất quan trọng vấn đề này, chỉ dẫn cặn kẽ, thành ra cái vấn đề nhiễm trùng
cũng không ảnh hưởng đến vấn đề lo lắng lắm. Sau đây xin mời quý vị xem các video chia sẻ từ các phụ huynh đã đem con em và chính quý vị cũng đến làm AutoCare với bác sĩ James Trương. Đây là cuộc phỏng vấn về phương pháp AutoCare cho người lớn tuổi tại iCare Optometry ở Fountain Valley với bác sĩ James Trương. Trước tiên xin chị cho biết tên và tuổi của chị ạ. Tôi tên là Nina, 54 tuổi. Trước khi chị làm AutoCare, chị có lo lắng gì không ạ? Dạ không. Dạ, chị có biết cái độ của chị trước khi chị làm AutoCare không? Dạ, bên tôi thì bên phải thì nhìn xa cũng rất là rõ, bên trái thì cũng ok, nhưng mà vấn đề hơi loạn thị và đọc sách thì cũng hơi khó khăn, cần phải đeo kính. Dạ. Chị đã đeo AutoCare được bao nhiêu lâu rồi? Dạ thưa, tuần lễ thứ hai. Dạ, chị cảm thấy như thế nào sau đêm đầu tiên ạ? Rất là happy. Dạ, chị có cần phải đeo kính khi mà đọc sách sau đêm đầu tiên nữa không? Dạ không, coi như là sáng ngủ dậy là lấy cái bill coi thử tuyển như thế nào thì thấy là rất là tuyệt vời. Dạ. Làm sao chị biết văn phòng ở đây làm về AutoCare? Coi bác sĩ trên đài 57.4. Dạ, chị có định giới thiệu phương pháp này với những người quen của chị không? Dạ có, đang định dụ nhỏ em. Dạ, cảm ơn chị. Trước khi mình kết thúc, chị có muốn nói điều gì với bác sĩ James Sương không ạ? Không biết nói gì hơn là rất là cảm ơn bác sĩ, tại vì đến đây thấy bác sĩ rất là nhiệt tình và rất là giống như là chỉ dẫn rất là tường tận. Dạ, cảm ơn chị. Chị có thể cho em biết một vài cái lợi ích của khi mà chị đeo cái AutoCare không ạ? Rất là có lợi chứ, tại vì khi mà mình đeo kính mình làm nó rất là phiền cho mình, và mình rất là happy và chung quanh ai cũng đeo kính mà mình không phải đeo kính. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị có con em bị cận thị, viễn thị và loạn thị, hay chính quý vị bị cận, viễn, loạn và lão thị, phải đeo kính thường xuyên, hãy đến tham khảo miễn phí về phương pháp ngưng tăng độ cận thị và không cần đeo kính với bác sĩ nhãn khoa James Dương, là hội viên chuyên gia cao cấp fellowship về AutoCare và có bằng cấp thiết kế trồng AutoCare cao nhất. Bác sĩ James Dương có hơn 130 khen thưởng 5 sao trên trang web và hơn 370 video chia sẻ trên YouTube, còn được bình chọn là Top Optometrist 2014, sẽ giúp quý vị và con em không cần đeo kính trong thời gian ngắn nhất. Tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607.